Vua trị liệu xương khớp FCS 600. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video giao ghế massage của team Chu Quang Huy. Ở video ngày hôm nay, mọi người hãy cùng xem quy trình giao ghế massage tới nhà khách hàng của team mình như thế nào nhé. Hiện tại thì bên mình đã đập hộp xong chiếc ghế massage FZS 600 với sản phẩm ứng dụng công nghệ massage hiện đại, thì massage thật như bàn tay của con người và dẫn đầu trong công nghệ chăm sóc sức khỏe 4.0, đánh bay mọi mệt mỏi, giảm stress và hỗ trợ giảm đau mọi cơn đau cơ hay là đau xương khớp. Thì đó, bạn nhân viên thì đang hướng dẫn cho anh khách hàng để sử dụng bảng điều khiển và các chi tiết, các nút, các bài tập của chiếc ghế FZS 600 để cho anh chị có thể dễ dàng nhận biết các nút của trong bảng điều khiển FZS 600. Đó. Với dẫn đầu tiên phong áp dụng công nghệ Bilan 4D Max trong lĩnh vực massage, thì ghế FZS 600 mở ra một kỷ nguyên tuyệt đỉnh với cải tiến vượt trội và là sản phẩm dẫn dắt tương lai công nghệ chăm sóc sức khỏe 4.0, hỗ trợ điều trị và cải thiện sức khỏe một cách toàn diện. Đó. Nhà anh chị thì đã để chiếc ghế ở ngay trong phòng khách để có thể vừa mỗi buổi tối đi làm về có thể vừa xem phim, vừa xem tivi, vừa nằm massage thư giãn để cho có một giấc ngủ và một ngày mới có thể tràn đầy năng lượng hơn. Và mình có được một giấc ngủ trọn vẹn khi mà mọi người hay khó đi vào giấc ngủ thì có thể giúp được chúng ta massage thúc đẩy sức khỏe mạnh. Khỏe mạnh và bằng cách tiết lộ mức độ căng thẳng, giảm đau và năng lượng. Mình có thể nói lời tạm biệt đối với chứng bệnh mất ngủ và bắt đầu một liệu trình với ghế massage FZS 600. Đó. Thì mọi người có thể thấy là chiếc ghế FZS 600 với một màu đen rất là sang trọng, mình có thể phù hợp với mọi không gian nội thất và công nghệ Bilan 4D thì massage thư giãn, đặc biệt là massage bắp chân nhờ hệ thống túi khí xay bóp bắp chân Bilan Mili ấn miết giúp giảm đau mỏi bắp chân rất là nhanh, và massage sâu lòng bàn chân thông qua hệ thống Bilan xay miết dung gan bàn chân cùng túi khí bóp chặt gót chân và mu bàn chân, mang đến sự thư giãn tối đa cho người sử dụng. Với 5 kỹ thuật đỉnh cao như là bóp, bấm huyệt, xay, miết, đấm, rung, thì các chế độ cùng với chế độ không trọng lực của FZS 600 được cho là hiện đại nhất và giúp giảm áp lực lên cột sống, hỗ trợ tim, tăng cường hệ hô hấp, không những vừa có khả năng thư giãn mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe cột sống. Đó. Thì với phân khúc của ghế massage Fuji Luxury thì hiện nay có rất nhiều loại ghế massage đa dạng về mẫu mã và tính năng nằm trong phân khúc giá máy massage toàn thân, phân khúc giá rẻ và phân khúc tầm trung, phân khúc cao cấp. Thì đối với chiếc ghế FZS 600 thuộc phân khúc cao cấp đó, thì mọi người có thể thấy là thiết kế của chiếc ghế thì rất là sang trọng cùng với chất liệu da microfiber, thì mọi người thấy chiếc chất liệu da này chuyên sử dụng cho các dòng xe ô tô hạng sang và da thì giống với da thật lên đến 85%, giúp có độ bền lên tới 10 năm và mọi người có thể dễ dàng vệ sinh lau chùi. Đó, mọi người chỉ cần dùng khăn khô để lau những cái bụi bẩn, và khi mà có những bụi bám vào mình không thể lau khăn khô thì bên mình đã tặng cho những khách hàng một bình xịt da, mọi người có thể lau trực tiếp vào đó, lau vào khăn, vào một miếng xốp, sau đó lau trực tiếp vào ghế, đó thì hoàn toàn là rất là sạch sẽ. Khi mà mọi người đặt một chiếc ghế massage bên mình thì sẽ được hoàn toàn miễn phí vận chuyển. Đó. FZS 600 thì có rất là nhiều tính năng như là phần bắp chân, túi khí phần bắp chân có thể nâng lên phần đầu gối giúp cho mọi người chống khô khớp gối. Đó. Mọi người có thể có được đôi chân rất là nhanh nhẹn hơn. Đối với những người mà hay chạy bộ thì hay bị mỏi gối thì mọi người có thể sử dụng FZS 600 giúp chống khô khớp gối và massage phần đầu gối rất là tốt. À,
đặc biệt là phần túi khí ở phần lòng bàn tay. Với những phần túi khí nhỏ của chiếc ghế FZS600 sẽ giúp cho mọi người có thể giảm đi tình trạng tê bì chân tay. Với hiện nay thì mọi người hay dùng điện thoại nhiều, hay bị tình trạng cứng cơ thì sử dụng túi khí đều đặn, ngồi lên ghế massage có phần túi khí đều đặn thì sẽ giúp cho mọi người giảm tình trạng căng cứng cơ, chuột rút hay là giảm đi tê bì chân tay. Đó, bị lăn 4D Max thì sẽ giúp cho chúng ta có thể ngủ ngon. Với bi lăn thì có thêm chip AI quét và đo dò tìm huyệt đạo trên cơ thể, sẽ giúp cho mọi người có thể bi lăn nó massage, nó sẽ đấm vỗ day miết nhẹ nhàng. Và với các bài tập của FZS600 thì giúp cho mọi người giảm đau nhanh tức thì. Đó, có các bài tập như là sẽ riêng biệt về phần cổ vai, hay là bài lưng, hay là bài massage nhanh. Đối với những chúng ta hay phải thường xuyên đi làm sớm thì có thể sử dụng bài đó. Đó, anh chị thì cũng đã qua sâu dung của mình, cũng đã tìm hiểu qua fanpage Chu Quang Huy. Nhưng sau đó thì bên các bạn nhân viên đã mời anh chị tới trải nghiệm trực tiếp và đã lựa chọn chiếc ghế FZS600 để cả gia đình sử dụng. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là FZS600 hỗ trợ trị liệu rất là tốt. Khi mà mình đang bị đau mà mình muốn ngồi thì chỉ cần 15 phút là sẽ cải thiện được tình trạng đau nhức ngay tại lúc đó. Đó, thì FZS600 là một chiếc ghế được rất nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng bởi chế độ bi lăn 4D Max cùng với thiết kế rất là sang trọng và chất liệu da thì rất là êm ái và mịn màng. Đó, và nếu như mọi người quan tâm về các sản phẩm ghế massage của Fuji Luxury thì có thể liên hệ với bên mình theo số hotline 1900 866 685, hoặc để lại bình luận ở phần YouTube hay là ở fanpage Chu Quang Huy thì sẽ được các bạn chuyên viên tư vấn hướng dẫn cho mọi người các sản phẩm ghế massage phù hợp với gia đình của mình nhất. Và hiện nay bên mình có hơn 20 mẫu ghế massage đó, thì mọi người có thể tùy ý lựa chọn. Thì sau đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi team Chu Quang Huy. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video lần sau. Xin chào.